Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Du đến từ Nguyễn Du Aqua. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cách để tự setup một chiếc bể cá mini để trên bàn làm việc. Thì đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc bể cubic 25 kính siêu trong. Và các bạn có thể tùy vào cái diện tích của mặt bàn làm việc mà các bạn lựa chọn cho mình một chiếc bể cá có kích thước sao cho nó phù hợp. Một chiếc bể cá này mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một chiếc đèn đế gỗ. Các bạn có thể thấy là chiếc đèn này đã gắn vào một chiếc đế gỗ như thế này. Những dụng cụ cần thiết để chuẩn bị setup một chiếc bể cá ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một số dụng cụ như sau. Phân nền mình chuẩn bị một ít thôi, bởi vì là với cái bố cục rất là đơn giản nên mình chỉ cần trải một ít phân nền lên dưới để cho cây nó có cái đủ dinh dưỡng để phát triển, không cần phải quá nhiều. Một lớp cát vàng phủ, cát vàng này mình sẽ để phủ lên trên lớp phân nền. Một chiếc lọc thác rất là nhỏ, một cục lũa và một ít đá, theo đó là một số loại cây. Cách gắn một số loại cây lên cái bố cục thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể trong video sau đây, các bạn cùng theo dõi nhé. Mình sẽ rải một chút phân nền xuống cái phần dưới của chiếc bể cá. Ở đây mình sử dụng phân nền gạch xanh, loại phân nền này rất là phổ biến và hầu như là ở đâu cũng bán. Mình sẽ rải ở phía dưới vì bố cục mình chơi rất là đơn giản nên là mình không cần phải rải quá là nhiều. Mình sẽ cố gắng là không để lộ cái phần phân nền ra. Chúng ta rải một lượng cát vừa phải sao cho phủ kín hết cái lớp phân nền và độ dày của cát tùy vào cái sở thích của mỗi người. Ở đây là mình sử dụng cát vàng bởi vì là khi mà mình chơi một thời gian về sau với một số cái loại rêu có thể nó sẽ bám trên bề mặt cát. Nếu mà mình dùng cát vàng thì mình sẽ cái lượng rêu nó bám lên không nhìn thấy rõ như là cát trắng, nên mình cảm giác nó sẽ sạch hơn. Khi mình chọn một cái khúc lũa có cái độ cong vừa phải, thì đối với những cái khúc lũa độ cong này thì thường chúng ta làm theo kiểu dạng cầu vồng để mà khi mà mình thả cá nó sẽ lượn qua cái khúc lũa đấy, nhìn khá là đẹp, có một cái độ kiểu như là dạng cái hang khúc lũa chìm, nên là mình sẽ không cần phải gắn cố định những cái phần tiếp xúc với đá. Đối với những một số loại lũa thì có thể là nó nhẹ và nó nổi lên thì các bạn nên gắn những cái điểm tiếp xúc này bằng giấy và 502 thì sẽ giúp cố định cái khúc lũa của mình. Tiếp theo là đến phần vào cây. Thì mình có chuẩn bị sẵn ở đây một bụi tiểu bảo tháp nha các bạn. Thì bụi tiểu bảo tháp này rất là dễ sống và tốc độ phát triển rất là nhanh. Các bạn có thể dùng để trang trí ở khu vực phía hậu cảnh. Tiếp theo là bụi giấy nana. Thì cái bụi giấy nana này mình sẽ điểm vào trên thân lũa hoặc là những cái vị trí khuyết điểm trong bố cục, ví dụ như là cái vết cắt của lũa này hoặc là những cái điểm tiếp xúc mà chúng ta gắn keo, thì chúng ta sẽ điểm cái giấy này vào thì sẽ giúp chúng ta che đi những cái khuyết điểm như vậy. Khi mà gắn giấy này thì chúng ta dùng loại keo thủy sinh này nhé. Loại keo này sẽ có thể là gắn được dưới nước luôn các bạn. Các bạn cho một lượng keo vào cái phần giấy, chúng ta xác định cái phần tiếp xúc với lại phần mình cần dán và chúng ta để vào trong giữ ở đấy khoảng 15 đến 20 giây thì cây sẽ gắn, sẽ dính. Tiếp theo là mình điểm thêm ở phần trên thân lũa. Thì đây là một loại giấy nana rất là nhiều ngọn nên là chúng ta tách ra chúng ta gắn được rất là nhiều. Loại giấy này thì cũng không quá đắt, dao động từ 50 đến 60 nghìn một bụi. Một bụi chúng ta gắn được rất là nhiều đúng không ạ? Khi mà gắn ấy thì chúng ta cố gắng là gắn sao cho cái phần ngọn của giấy hướng thẳng lên trên trời, hướng thẳng lên trên. Tiếp theo mình sẽ điểm vào đấy là một chút lan nước. Thì cái cây lan nước này sức sống cực kỳ khỏe, cũng không cần phân nền, chúng ta chỉ cần nước không là nó đã phát triển rất là mạnh rồi. Ở đây mình có sẵn một cái bụi rất là to như vậy nên là mình sẽ tách từng cây ra và mình điểm vào trong cái bể mình đang setup. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc bể cá để bàn rất là đơn giản như vậy, cũng rất là dễ làm. Các bạn có thể hoàn toàn tự làm cho mình một chiếc bể cá để trang trí cho chiếc bàn làm việc của mình trở nên sinh động hơn. Và tiếp theo mình sẽ vào nước và lắp lòng. Khi mà vào nước xong thì có một chút bọt nổi trên mặt thì mình dùng vợt mình hớt đi nhé. Ok, sau khi vào đầy nước rồi thì chúng ta bắt đầu quá trình lắp lọc nhé. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc lọc thác như thế này. Chiếc lọc thác nhỏ này thì giá thành cũng rất là rẻ, vài chục nghìn thôi. Bên trong đây nó có một cái túi bao gồm những cái ống để chúng ta lắp và một phần cục lọc như thế này.
Khi mà lắp xong như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu về đến phần bên trong của cái lọc nhé. Thì nguyên lý của cái lọc này cũng tương tự như bất kỳ một cái lọc nào khác. Nguồn nước sẽ chảy qua cái đường ống này vào trong khoang lọc này và chảy sang bên ngăn bên này, và qua lớp một lớp mút lọc đây, và cái cặn bẩn nó sẽ bị giữ lại ở đây. Thì ban đầu nhà sản xuất sẽ tặng cho chúng ta một lớp mút bông lọc đen, nhưng mà để mà chơi một cách lâu dài và giúp cho chúng ta có một cái hệ vi sinh ổn định hơn thì thường là mình sẽ bỏ cái lớp mút này đi, mình thay vào trong cái ngăn này là một số loại đá lọc, một số loại vật liệu lọc khác có độ lưu trữ vi sinh cao hơn. Đối với những ngăn lọc nhỏ như này thì mình sẽ lấy vật liệu lọc Matrix. Các bạn chỉ cần nhét đầy ngăn bên này thôi. Hạn chế là cho nó đầy quá nó sẽ rơi sang bên ngăn có máy bơm, thì có thể là những cái mảnh nhỏ nó rơi vào cái phần cánh quạt, nó sẽ làm cánh quạt bị kẹt. Về sau thì khi mà cái lượng váng nó sẽ ít hơn thì mình khuyên các bạn nên bỏ phần lọc váng này ra nhé. Bởi vì là phần lọc váng này nó sẽ kéo không khí vào trong cái phần lọc này, nó tạo ra một cái độ e, làm cho lọc của mình có tiếng kêu. Nếu mà đối với những bạn mà yêu cầu sự yên tĩnh thì chúng ta nên bỏ cái phần lọc váng này ra, sẽ không có tiếng kêu khi mà chúng ta sử dụng. Ok, như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn setup một chiếc bể cá rất là đơn giản ở trên bàn làm việc của các bạn. Thì các bạn cảm thấy video này hay, có ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc về bể cá hoặc là bể cá thủy sinh, các bạn có thể là đặt câu hỏi trực tiếp trong phần comment, mình sẽ giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc của các bạn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.